Rồi xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Người Miền Tây nha. Rồi xin chào cả nhà. Hôm nay thì cho cái dịp mà Việt Nam vừa mới chiến thắng Campuchia ở vòng bán kết của SEA Games thì mình với cô ba sẽ nấu một món lẩu cực kỳ đặc biệt, đó là lẩu Campuchia nha. Tại sao rồi nó nấu như thế nào thì bà cả nhà cùng theo dõi nha. Bây giờ thì mình học dừa để rồi mình lấy cái nước của nó mình nấu lẩu. Trước giờ thì mấy bạn nghe lẩu Thái siêu cay rồi phải không? Mà hôm nay Phương với cô ba sẽ làm lẩu Campuchia. Nghe lạ quắc luôn mà không biết món này là nấu như thế nào đây. Giờ mình thọc khoảng 3 trái dừa để mình nấu lẩu. Đó. Hay quá. Ở Bến Tre là phải biết học dừa. Rồi, giờ vô chặt dừa mình chuẩn bị nấu lẩu Campuchia nha. Chào cả nhà. Rồi, giờ cô ba bắt cái nồi lên để cô ba nấu cái nước lẩu nha. Rồi, đầu tiên giờ ở đây mình bắt cái miếng dầu nè, mình thử xả rồi nè ha. Tò mò quá, không biết lẩu Campuchia nấu như thế nào. Campuchia. Lẩu Campuchia. Hôm nay cô ba nấu lẩu Campuchia. Ở ngoài thì Phương đang chặt dừa đây, để mình lấy cái nước dừa mình nấu nước lèo. Còn cho xả vô. Rồi, gốc xả mình đặt chặt ha. Còn cho hành tím vô luôn. Khóm vô. Thơm quá cả nhà ơi. Hồi hộp chờ đợi. Món này tò mò nghe. Việt Nam mà thắng Indo cái nữa chắc là mình sẽ làm lẩu Indo á mẹ. Trước khi mình đợi cô ba thử cái phần gia vị mình cắt núm xong mình thử luôn nha cả nhà. Cắt về là để cho bác nó ăn không bị khổng lưỡng không? Ăn hồi cái trữ nước trong đây nè. Cắn hồi cái bụp cái nước nấu trong đây. Nó xì ra. Bị phỏng. Không biết cái lẩu này nấu như thế nào nhưng mình thấy rau ăn kèm thấy cũng giống như những cái lẩu Thái bình thường nè. Này có rau nhút nè. Rồi đột bí. Nấm kim châm, nấm tuyết, rồi nấm bào ngư trắng nữa. Rồi nhìn cái xề rau là nhìn hấp dẫn rồi đó. Rồi mình cho nấm rơm vô luôn nha. Rồi nấm rơm mà Phương tỉa bông nữa ta. Kéo đi ha. Ước gì người đứng kế bên mẹ là một cô gái chứ không phải là một Phương. Còn tới tuổi thì tìm cho cô ba vậy đó. Cũng ráng dữ lắm mà kiếm hoài không ra. Ước gì có một con dâu đứng kế bên mẹ rồi ha. Có sống quá trời luôn, sống người miền Tây, sống của cô ba miền Tây. Mấy thông báo này mình đang nó còn độc thân. Ai muốn làm dâu của ba muốn đứng đây thì đăng ký lẹ lẹ. Ôi thơm quá thơm quá. Rồi nấm rơm sang rồi Phương lấy dừa chế vô Phương ơi. Rồi con chế đại vô ba trái vô hết luôn. Mình sử dụng nước dừa để mình khỏi nấu bằng với xương heo. Này cả nhà thấy dừa này nó nhỏ nhỏ vậy chứ cái nước nó ngọt dữ lắm nè. Nhà được có cây dừa này là quý nhất á. Rồi ba trái. Rồi
Rồi con cho vô thêm miếng nước nữa nha. Lắp lại. Xong rồi. Rồi xôi rồi. À, cho ngồi gà vô. À, thơm quá thơm quá. Dùm cho vô miếng ớt sa tế nha. Sao giống lẩu Thái quá mà. Nãy giờ cô ba chỉ nói là nấu lẩu thôi, còn lẩu Campuchia là mình nói. À, cho ớt sa tế vô và có màu đỏ đỏ nhìn hấp dẫn này nè. Rồi, cái này là cái gia vị đặc biệt nha, cái hỗn hợp đặc biệt được nhập từ Campuchia về. Nãy giờ thấy toàn là đồ Việt Nam nhưng mà có cái gia vị này là của Campuchia đúng không? Cái vị đó sao ta? Chua chua đó. Chua hả? Con cho hết vô luôn. Dạ. À, cái nước gia vị thần thánh của Campuchia đây. Rồi chắc bây giờ mình sẽ nêm luôn hả mẹ? Nó sâu lên là mình nêm. Đun cho nó sâu lên là mình nêm. Là xong. Cái lẩu của mình sâu là giờ mình nêm nghe. Đây, ở đây cho nước mắm vô. Đây. À, thơm quá. Cái mùi ớt sa tế xông lên muốn át xì luôn. Mình chỉ dặn miếng nước mắm là được rồi. Mình nấu ở đây mình nấu nước dừa nó có vị ngọt rồi. À, nãy giờ cả nhà thấy là mẹ chỉ vừa mới nêm tí nước mắm, không có thêm đường luôn. Miếng nữa, miếng nước mắm nữa. Là nước dừa của mình ngọt dữ lắm á. Với lại trong cái thành phần gia vị Campuchia đó nên là nó có vị ngọt đó. Campuchia có vị ngọt rồi đây. Nãy giờ chỉ nêm nước mắm thôi. Campuchia. Rồi. Rồi. Dạ, giờ mình múc ra cái lẩu rồi mình ăn thôi hả mẹ? Rồi giới thiệu cả nhà, đây là cái nồi lẩu điện mua ở điện máy xanh hiệu Misio nha. Hôm nay mình ăn bằng nồi lẩu điện chứ không dùng bếp ga. Wow, cái nắp kính này cũng dễ sử dụng ha. Mình coi được cái ở bên trong nó sôi chưa đó. Sôi chưa đó. Hay. Đây là cái nồi lẩu đây, đây có hai ngăn nè cả nhà. Hôm nay Phương đau bao tử, Phương ăn cay không được. Còn mình thì mình thích siêu cay đó, mình có thể nấu hai bên độc lập với nhau ngon lành. Rồi giờ mình chuẩn bị mình xớt lẩu ra nha. Đó, xớt từ cái nồi bự đó ra cái nồi lẩu hai ngăn này. Rồi đổ vô, bên nào siêu cay thì lát nữa mình sẽ cho thêm ớt sa tế với ớt bột vô. Rồi chơi bên đây luôn Hương ơi. Wow, giờ thiết kế cái nồi lẩu hai ngăn như thế này tiện lợi hay ha. Với cái nồi lẩu này mình có thể vậy là một bên mình nấu lẩu ngọt cũng được, một bên nấu lẩu chua cũng được luôn. Được, sao tới vô. Đó, siêu cay. Lẩu là phải chua và cay, ăn nó hấp dẫn. Rồi, mình cho ớt bột vô. Bột nữa nè, đó. Ớt bột này cay dữ hèn. Rồi. Mình cho ớt tươi vô nữa nè. Wow. Trời ơi. Không khuyến khích những người bị đau bao tử thì mất món cay như thế này nha. Mình cho vô miếng tỏi phi nha. À, lẩu rồi, chua là mình dùng tỏi phi đó mà. Phi. Còn lẩu ngọt mới dùng hành phi. Hành phi. Rồi. Rồi, đậy nắp lại. Và công việc tiếp theo rất là đơn giản, mình sẽ dặn cái nút này lên. Đây nó đang ở số 0 nè, mình dặn lên. Dặn tới số 5 là cái mức mà công suất lớn nhất nó sẽ lên, nó nóng nè. Giờ mình dặn hết đá luôn. Đó. Chừng nào nó sôi thì mình sẽ giảm lại. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức món lẩu Campuchia siêu cay nha. Ôi nó sôi quá trời nè, để giảm lại. Đó. Dặn cái núm này là cho nó giảm lại. Đó, cả nhà thấy sự khác biệt chưa?
Bên này đỏ hơn là siêu cay nha, tại nãy bỏ ớt nhiều lắm. Đây, đưa cái giá. Còn đây ai ăn cay không được thì mang đây. Đưa cái giá cho gỡ cát hát lát. Rồi, giới thiệu cả nhà hôm nay có anh hai, anh hai Quy. Để ba anh em Nhâm Nhi chúc mừng cho Việt Nam chiến thắng Campuchia chứ. Nay mình ăn lẩu hơi muộn xíu không? Lẩu đúng rồi, Campuchia. Chứ lẽ giờ chưa đá chưa thắng một lẽ giờ mình ăn mừng trước. Mà anh Quy đó giờ có ăn lẩu Campuchia rồi chưa? Chưa. Em cũng chưa ăn. À không, em có ăn rồi. Anh biết lẩu Campuchia là sao không? Sao? Thật ra là lẩu Thái bình thường đó. Nhưng mà mình không có nấu bằng tắc. Mà mình nấu cái nước chua nó là bằng nước cam. Cam sành á. Cam mình để mình uống nước á, chắc nước uống nước á. Gọi là lẩu Campuchia là tại vì mình nấu bằng nấu cam sành. Xong mình bu lại mình ăn. Mình chia sẻ nhau mình ăn á, gọi là Campuchia, lẩu Campuchia đó. Nhưng mà thôi anh em mình vô cái chúc mừng cho đội tuyển U22 Việt Nam nha. Chưa gì tên rồi vô rồi đắng miệng sao. Rồi cho lửa lên con, lửa ai quạt tăng điện lên. Ai dễ dàng thôi. Dặn cái nút này cái. Chờ số 5 đi cho nó sôi dạm lại. Đây trong khi chờ đợi. Thấy là cho nó sôi rồi cho nó chín rồi. Không tự nhiên uống là chưa có gì hết trơn vậy đó. Lấy ngót. Rồi sau trận này rồi, cảm ơn. Việt Nam mà huy chương vàng SEA Games là sẽ có lẩu Indo. Indo ăn gì ta? Em cũng đang đau đầu em chưa biết là lẩu Indo là cái món gì đây. Lẩu Indo. Nói chứ nãy giờ là mình nói vui thôi nha cả nhà. Cái này thì thật ra là lẩu cam sành. Mình nấu nó chua cay giống như là lẩu Thái vậy đó. Nhưng mà mình không dùng tắc, dùng nước cam nha. Bây giờ mình cho sò vô luôn vậy Minh. Rồi, cho sò vô luôn cô ăn. Hôm nay thì món lẩu này thì mình ăn có thịt bò nè. Rồi cá thác lát này là mình nhồi với gia vị rồi dò viên là không có pha với thịt xay nữa. Còn đây là sò lụa kẹp cái đẹp đũa. Tép thì nãy mẹ đã cho vô sẵn rồi. Bình thường đang lẩu với nhiêu nhưng mà hôm nay thấy bán sò lụa nè, rẻ, 4.000 ký, thịt nhiều nhiêu. Anh Quy giờ anh chọn bên nào? Tăng điện lên. Tăng hết đát luôn rồi. À, giờ mình qua phần giới thiệu chưa? Chịu anh nổi rồi đó. Bây giờ nó. Nhưng mà anh ăn cay được không? Giờ anh được. Cay lại bên đây. Cứ thử bên đây đi. Hả? Cay quá thì mình ăn bên đây. Cay bên đây, con đây không cay. Cái nồi này hay ha. Chia làm hai bên ha. Bò đó, bò đó. Đúng rồi. Bò trước đi có gì lắm tái tái hôm nay. Tái nhúng vô. Rồi. Xí mời cả nhà. Quên chết xin lỗi. Mời ăn món đưa đồ đũa khó ăn dữ. Rồi, xin mời cô ba, xin mời anh Quy. Rồi mời cả nhà luôn. Cả nhà. Anh Quy trong khi chào mấy kia chính á mình làm bò trước nó tái tái á. Mình nó lẹ hơn đó. Hay. Bò nhúng vô là tái rồi được. Đừng quên nha con làm. Rồi xin mời cả nhà. Đừng quên đây siêu cay. Ăn vô hư bao tử luôn á. Đứng bên đây kia. Mình ăn cay được mà. Rồi mời cả nhà thưởng thức nha. Đây mời cả nhà. À, thịt bò vừa tay. Xèo. Cho nó sôi lên rồi cô không để nấm được. Quên. Để con đẩy lại cái đi. Ừ, cho mau. Cho nó sôi cái là mình bắt đầu mình chiên. Cái nồi lẩu này là mình mua ở tiệm máy sạch 599 ngàn. Cũng rẻ chứ anh. Xem cái giá nào cơm điện. Nhưng mà mình xài bếp điện vậy nó an toàn nữa. Nó an toàn hơn là bếp còn hoặc là bếp ga không cháy nổ. Sợ cúp điện ăn được rồi. Đó, tôm chín rồi đó. Tôm chín rồi đó. Đã là thơm quá. Tôm với mấy con sò lụa á, tụi con vớt được rồi, để còn nó teo hết. Sò lụa
cái thác lát này nó chín chưa cô ba? Thác lát chưa? Thường nó nổi lên. Cái thác lát nổi lên bây giờ con với tôm mày tôm với sò sò lụa ăn trước. Rồi, cảm ơn con. Ừ, mình quay vô quay hang. Khách không mời mà lớn luôn, cảm ơn em. Ăn bên đâu? Bên đây luôn ha. Bò đỏ heo đã rồi ha. Dạ. Con trộn giá cái đó. Bò trộn trộn vậy là được rồi. Mà nãy nói là bên dài bình thường bên siêu cay mà nãy giờ chưa thử nước để thử. Để thử cái nước bên đây coi có cay không. Hơi ca thôi chứ cũng chưa xin. Được, vậy là vừa ngon. Ca. Không biết bên đây có thiếu cay không chứ bên đây thấy cay là vừa ngon. Đã có. Bình thường. Đâu gấp tôm đoạn vô đi xào lũa đủ ăn không? Tại vì nhà mình cha cũng bị đau bao tử mỗi lần mà nấu ăn đó, mẹ cũng phải nấu hai phần đó, chính vì cái lý do đó mà mình sắm cái nồi 2 ngàn này, mai mốt cha có thể ăn chung với gia đình được luôn. Còn nhưng mà hôm nay thì cha bận đi tiệc rồi cho nên không có cha nha. Rồi nãy giờ mình quên cái rổ rau của mình cũng hấp dẫn không kém nè. Ở đây nó chua chua nhưng mà nó không mất cả. Vậy nãy bỏ ít quá. Vậy là bây giờ mình có thể thử cái nước ở đây được nè. Bên đây nó cay cay the the ngon á. Giờ thử bên đây nè. Cái đó con múc ở dưới để trên nó nổi cái dầu sa tế sa cay. Tại vì nãy mình để sa tế rồi mình sợ nó cay. Nước này đã thì chứ con ha. Nó chua chua, nó thanh thanh. Nó nhờ cái Campuchia đó là cái gì Campuchia. Nên nó chua chua ngọt ngọt của cái cam á. Campuchia. Đây. Nó mà nấu Thái, nè, nấu Campuchia. Nấu Campuchia mà tưởng nấu mắm hay gì, ai giờ cam đó. Đây, con này bông bí, đột bí. Cái còn bắp chuối nữa. Ờ quên, nữa, bắp chuối, hồi nãy Phương có chuẩn bị bắp chuối này quên luôn. Bắp chuối con, quên. Ờ mấy sò lụa tụi con nháy răng để con. Bích. Bỏ vô cái nhìn thôi nào. Đó, bỏ vô bây giờ mình ăn cái thôi. Đồ ăn nhiều mà. Trời bỏ rau vô nhìn nồi lẩu mình hấp dẫn ghê ha. Bỏ đọc bí qua mình không? Bỏ vô cái chốt Phạm Dương. Bỏ sự tập trung vô đây hết rồi. Vô, nước đã thì chứ. Nhìn anh quay quá trời đồ ăn luôn. Thịt bò nãy em bỏ vô nhiều lắm á. Nước. Giờ mình vớt tìm thịt bò. Bò ơi mày lặn đâu rồi? Ôi sao lụa nữa nè. Sao lụa? Thác lát nữa nè. Thác lát chín luôn rồi con. Chín nè. Trời ơi quá trời luôn. Ăn nắp luôn. Ôi thịt bò nó teo rồi nè. Ngon quá. Thì chứ lâu lắm rồi mới ăn mấy món của ba nấu á. Dạ dữ đó, không có nồi với thịt gì hết. Bên đây đặt con của nó không cay nè. Dạ dạ dạ. Dạ quá. Dạ ngát luôn. Bên đây đầu cay nó có nó ngon hơn nè. Bên đây nó hơi ngạt. Quá. Sáng sẻ ăn miếng. Ừ. Sáng sẻ ăn miếng. Ăn thôi con. Thôi vậy chứ. Nhiều cái hay lắm. Mà nhầm khi giờ mình không nhớ mình nhá dạ. Ví dụ như mình có khi mình ăn mấy cái lẩu á. Lẩu chay lẩu mặn nè. Mình không có động phạm nhau à. Đúng rồi. Có những người ăn hộp vịt lộn được. Có người không ạ? Thì ví dụ mình đập bên nào một bên thôi. Chứ mình đập chung bên kia nó bị lền nữa vậy. Cũng tiện nghe. Cái này mà
nấu ra hai cái lòng mà nó chưa chưa quen tính cày được không chính xác hợp lý cái kiểu đó mà nhậu xỉn xỉn vô hồi cho cầm mấy bảy bảy hồi rất dễ mất lòng lắm á xỉn á đã xỉn quá đó cái nước ăn đi. Ôi, thịt bò khô rồi nè. Bò khô á, để nãy giờ con. Sao lụa á, thịt nó giòn. Vô ra liền. Cái này là chưa chín đúng không con? Chín rồi con, nãy giờ chín rồi. Nó giòn giòn dai ghê. Lâu rồi. Này nhai luôn giòn. Quên cá rồi không ơi. Dạ dạ. Thịt bò. Chín để đi, hồi hết rồi nè. Cái này bị trời cho cơn mưa á, xe xe lạnh. Đó, cá nó chín là nó nổ lên vậy đó con. Đó. Bữa giờ thì thời tiết các bạn cũng đã biết rồi. Cần gì mà sáng mình ăn. Bữa sáng giờ nó gần Tết rồi, gần tới Giáng sinh rồi, trời xe xe lạnh ngồi. Ăn cái nồi lẩu như thế này sướng. Vừa nóng vừa cay, hấp hàng. Cái rau hôm nay cũng ngon quá trời loại rau luôn. Vừa có cá nè, có thịt bò mà có tôm nữa, có nghêu nữa. Hôm nay là không biết sao mà không có bạch tuộc với mực luôn, tôi chọn không có con nào. Hương, thịt bò không? Dạ con. Dạ. Mình, ăn ngon không? Ngon mà phải ngon, có cái này. Ngon Phương. Đó. Có cái này nữa mới ngon. Đúng rồi. Một lần nữa, vô chúc cho Việt Nam vô được SEA Games luôn. Vô. Lúc đó sẽ có nồi lẩu Indo. Rồi, cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video clip của người miền Tây nha. Hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo. Nhớ cổ vũ cho U22 Việt Nam đạt huy chương vàng nha. Xin chào, tạm biệt. Vô, cạn ly luôn. Đánh. Rồi, chiến hết cái nồi này luôn.